Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính như sau. Hội nghị trực tuyến họp khẩn bàn các giải pháp phòng chống COVID-19. Bảo Lộc hiến tặng 432 đơn vị máu. Khởi tố bị can để điều tra về tội trộm cắp tài sản. Phần cuối chương trình xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Đấu tranh với nhóm đối tượng đi từ Bắc vào Bảo Lộc, hành hung người gây thương tích. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 2 tháng 7 năm 2021, Bộ Y tế đã công bố ca mắc COVID-19 đầu tiên của Lâm Đồng, được đánh số thứ tự là bệnh nhân 17.951. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp khẩn trực tuyến khi ghi nhận ca COVID-19 này trong cộng đồng. Chủ trì tại điểm cầu trực tuyến tỉnh có đồng chí Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại điểm cầu thành phố Bảo Lộc có Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố. Tỉnh Lâm Đồng cho biết, ca bệnh số 17.951 được Bộ Y tế công bố tối ngày 2 tháng 7 là nữ 46 tuổi, cùng chồng đi từ chợ đầu mối Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh về huyện Đạ Tẻ từ ngày 26 tháng 6. Tuy nhiên, vợ chồng bệnh nhân số 17.951 đã khai báo y tế gian dối khi qua chốt kiểm soát, khai từ Đắk Lắk về nên không phát hiện ngay từ đầu. Đến thời điểm này, huyện Đạ Tẻ đã phong tỏa 171 hộ với 711 khẩu của thôn Phú Hòa, nơi có bệnh nhân sinh sống. Tạm thời giãn cách xã Mỹ Đức không cho người vào ra để kiểm soát dịch. Công tác truy vết xác định nhanh có một F0 là bệnh nhân số 17.951 và một trường hợp nghi nhiễm là NMQ, con chồng. Qua xét nghiệm nhanh dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang chờ kết quả xét nghiệm RT-PCR. Cả hai trường hợp này được đưa vào khu điều trị cách ly COVID-19 tại xã Đạ Lây. Truy vết gồm 30 F1 và 105 F2 đã cách ly theo quy định và lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 khẩn cấp toàn bộ người dân trong thôn Phú Hòa. Phong tỏa tạm thời trung tâm y tế huyện Đạ Tẻ do có F0 đến khám tại khoa ngoại. Lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ cán bộ y tế của trung tâm y tế huyện, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại đây. Huyện Đạ Tẻ cho biết công tác ứng phó ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng rất kịp thời với tinh thần 4 tại chỗ, chủ động và sự hỗ trợ tích cực của Giám đốc Sở Y tế và CDC tỉnh đã huy động cán bộ y tế hỗ trợ, tình hình cơ bản kiểm soát tốt. Lãnh đạo Sở Y tế kiến nghị tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch, nhất là các chốt, nắm bắt hành trình lái xe chở hàng, các huyện luôn sẵn sàng kịch bản để xử lý ca bệnh, nên có diễn tập lại khi có ca dịch xảy ra không bị động. Đề nghị các tổ COVID-19 cộng đồng hoạt động hiệu quả, thường xuyên, liên tục. Kinh nghiệm Đạ Tẻ nhờ thông tin từ cơ sở báo lên, ngành y tế mới có được chủ động trong khai thác thông tin. Đối với các huyện, thành phố còn lại, mặc dù chưa có ca mắc nhưng cũng coi như có dịch, kích hoạt ở mức cao nhất. Hiện nay các địa phương đều có lượng người từ các tỉnh có dịch về Lâm Đồng tăng đột biến, lý do tỉnh chưa cấm. Trong đó có con em Lâm Đồng trở về, lãnh đạo các huyện, thành phố kiến nghị tuyên truyền vận động con em Lâm Đồng nếu yêu quê hương hãy ở yên tại chỗ. Sau cuộc họp này, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng sẽ có chỉ đạo mới bằng văn bản phù hợp với diễn biến tình hình đã có ca nhiễm COVID-19 tại cộng đồng để kịp thời ứng phó, phòng chống dịch hiệu quả, đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế. Liên quan đến việc đảm bảo phòng dịch COVID-19 hiệu quả, bắt đầu từ 15 giờ ngày 2 tháng 7 năm 2021, tất cả các trường hợp đi về từ các tỉnh, thành phố khác khi vào tỉnh Lâm Đồng bắt buộc phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính, kết quả xét nghiệm real-time PCR âm tính có giá trị trong thời hạn 5 ngày, kết quả xét nghiệm nhanh phát hiện kháng nguyên virus có giá trị trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày trả kết quả xét nghiệm của các cơ sở y tế tại các địa phương khác. Người ra vào địa bàn Lâm Đồng sau khi có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính cũng bắt buộc phải cam kết thực hiện theo dõi sức khỏe và yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, không tham gia các hoạt động tập trung đông người trong vòng 14 ngày, tính từ ngày cuối cùng rời khỏi các địa điểm nêu trên. Khi phát hiện dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở hoặc có biểu hiện mất vị giác, phải thông báo ngay cho cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn quản lý sức khỏe kịp thời. Thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Thực hiện cách ly y tế tập trung 21 ngày đối với các trường hợp đi về từ các vùng dịch, điểm dịch được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lâm Đồng thông báo hàng ngày trên Cổng Hành chính công tỉnh Lâm Đồng, thông báo vùng dịch của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố và thông báo của Bộ Y tế.
đối với hoạt động giao thông vận tải, tiếp tục thực hiện theo công văn số 820 ngày 8 tháng 6 năm 2021 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng về việc hoạt động vận tải đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện cách ly y tế tập trung đối với những người tiếp xúc gần với trường hợp xác định mắc COVID-19 F1 và cách ly tại nhà với trường hợp tiếp xúc người tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 F2 theo quy định. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và Lâm Đồng ghi nhận 5 ca nhiễm COVID-19 tại huyện Đà Tẻ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tạm dừng một số dịch vụ, hoạt động theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại văn bản số 4331 trên UBND VX3 và các hoạt động tập thể dục ngoài trời, nơi công cộng, đồng thời tạm dừng toàn bộ các hoạt động thể dục thể thao kể từ 0 giờ ngày 4 tháng 7 năm 2021. Một số dịch vụ nhưng phải thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định. Đối với cơ sở cắt tóc, không quá một khách và một thợ tại một thời điểm. Đối với quán ăn uống, kể cả quán ăn uống vỉa hè, chỉ phục vụ bán mang về, không phục vụ tại chỗ. Đối với các chợ, siêu thị, quầy tạp hóa và cơ sở buôn bán khác, yêu cầu thực hiện nghiêm 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đặc biệt là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét giữa người và người. Cùng với triển khai thực hiện các biện pháp dập dịch tại Đà Tẻ, rà soát, truy vết tất cả các trường hợp đi từ vùng dịch huyện Đà Tẻ đến địa phương khác từ ngày 27 tháng 6 năm 2021 đến nay để thông báo cho cơ quan y tế và các địa phương liên quan biết, thực hiện các biện pháp cách ly y tế theo quy định, tổ chức điều tra dịch tễ không để sót trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 trong cộng đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các huyện thành chủ động xây dựng kịch bản ứng phó với từng tình huống dịch bệnh, phối hợp với Sở Y tế tổ chức diễn tập theo phương án cụ thể để thống nhất hành động trên địa bàn toàn tỉnh. Lãnh đạo các huyện, thành phố thường trực tại địa phương để chỉ đạo công tác phòng chống dịch, đảm bảo thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ, lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Vận động các cơ sở tôn giáo, người dân không tổ chức và tham gia nghi lễ tôn giáo tập trung trong thời gian này để thực hiện phòng chống dịch. Riêng đối với các huyện, thành phố giáp ranh với huyện Đà Tẻ, quản lý chặt chẽ và thực hiện các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, phối hợp hỗ trợ Ủy ban Nhân dân huyện Đà Tẻ trong công tác phòng chống dịch khi có yêu cầu. Thực hiện văn bản chỉ đạo hỏa tốc số 4532 ngày 3 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc khẩn trương thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, các ngành chức năng và các xã phường trên địa bàn thành phố Bảo Lộc đã nhanh chóng tuyên truyền đến người dân địa phương cùng chấp hành thực hiện nghiêm theo quy định. Theo đó, các cơ quan, đơn vị và phường xã trên địa bàn thành phố Bảo Lộc đã triển khai nhiều hình thức biện pháp tuyên truyền vận động bằng xe lưu động và đến tận nhà ký cam kết để nhân dân địa phương cùng nắm bắt thực hiện đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Ghi nhận đến trưa 4 tháng 7, về cơ bản tất cả các dịch vụ, kinh doanh ăn uống như quán nhậu, quán ăn, quán cà phê trên địa bàn thành phố Bảo Lộc đều chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch COVID-19 theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Phần lớn các quán nhậu trên địa bàn thành phố Bảo Lộc đã gắn biển tạm nghỉ và đóng cửa. Trong khi đó, các quán ăn cà phê đều đã thu dọn bàn ghế và chỉ bán mang về để chung tay thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19. Cùng với các dịch vụ ăn uống thì hoạt động kinh doanh buôn bán tại các siêu thị, chợ, cửa hàng tạp hóa trên địa bàn thành phố Bảo Lộc cũng thực hiện tốt các quy định, biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, người bán và người mua đều chủ động thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế. Nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19, thành phố Bảo Lộc đã mở khu cách ly y tế tập trung tại trụ sở Đại đội 2, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng thuộc phường 2 thành phố Bảo Lộc. Công an thành phố Bảo Lộc đã phân công cán bộ, chiến sĩ đến bảo vệ và hỗ trợ những công dân đang áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung. Theo đó, từ ngày 2 tháng 6 năm 2021 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Nhà nước và Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc, lãnh đạo Công an thành phố Bảo Lộc đã phân công 14 cán bộ chiến sĩ trực tiếp luân phiên làm nhiệm vụ bảo vệ và hỗ trợ việc sinh hoạt cho 43 công dân áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung tại khu cách ly 24/24 giờ. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, lực lượng Công an thành phố Bảo Lộc đã đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực cách ly, ngăn chặn không để việc tiếp xúc với các trường hợp cách ly xảy ra làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Bên cạnh đó, Công an thành phố Bảo Lộc còn hỗ trợ Ủy ban Nhân dân thành phố trong việc đảm bảo các điều kiện sinh hoạt, phục vụ các bữa ăn cho công dân trong thời gian thực hiện việc cách ly. Ngoài việc đảm bảo tốt an ninh trật tự tại chốt cách ly, Công an thành phố Bảo Lộc đã triển khai lực lượng kết hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường, lực lượng liên quan tổ chức tuần tra, nhắc nhở, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.
Dù biết còn nhiều gian nan vất vả trong công tác, song với tinh thần vì nhân dân phục vụ, các chiến sĩ công an thành phố quyết tâm với tinh thần cao nhất, hết sức cùng nhân dân chiến đấu đẩy lùi COVID-19, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Thì lực lượng công an thành phố trước hết là tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên cái lĩnh vực là các cái đảm bảo trật tự an toàn cho các cái khu cách ly tập trung của tỉnh cũng như là của thành phố. Vấn đề thứ hai là chúng tôi tăng cường lực lượng thực hiện chỉ đạo của công an tỉnh về việc rà soát đề phòng cái số người vượt biên trái phép từ các cái nước về và trốn cách ly tập trung về địa phương để kịp thời nếu như có thì phát hiện để đưa vào tập trung, không để họ ở trong cộng đồng mà mình không kiểm soát được. Vấn đề thứ ba nữa là chúng tôi tăng cường công tác tuyên truyền trong cán bộ chiến sĩ và nhân dân thực hiện nghiêm túc các cái chỉ đạo về phòng chống COVID của chính phủ, của ngành, của công an tỉnh và của thành phố. Tính đến ngày 29 tháng 6 năm 2021, Bộ Y tế đã quyết định phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19 theo quy định tại Điều 67, Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 8 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật dược tại Nghị định số 54/2017/NĐ-CP đối với vaccine Spikevax hay còn gọi là COVID-19 vaccine Moderna. Vaccine phòng COVID-19 trước khi đưa vào sử dụng khẩn cấp tại Việt Nam đều phải đảm bảo 3 yếu tố: an toàn, sinh miễn dịch và hiệu quả bảo vệ. Đây là yếu tố quan trọng nhất. Việt Nam đã phê duyệt có điều kiện cho 5 loại vaccine COVID-19 bao gồm Spikevax hay còn gọi là COVID-19 vaccine Moderna, Verocell của Sinopharm, Comirnaty của Pfizer, Sputnik V của Gamaleya và A2D1222 của AstraZeneca. Theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới và các nước như Mỹ, châu Âu, Nhật, Hàn Quốc, vaccine trước khi đưa vào sử dụng khẩn cấp bắt buộc phải thử nghiệm lâm sàng trên người với 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 3 là giai đoạn quan trọng nhất. Ở giai đoạn 1, 2, tiến hành ở quy mô nhỏ trên một số nhóm quần thể để kiểm tra độ an toàn, tính sinh miễn dịch, xác định liều lượng tối ưu. Giai đoạn 3, quan trọng nhất, tiến hành ở quy mô lớn, từ 20.000 đến 50.000 người để đánh giá tính an toàn, hiệu quả bảo vệ của vaccine. Kết quả sẽ quyết định vaccine có được phê duyệt để triển khai tiêm chủng rộng rãi hay không. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc. Tiếp theo sau đây sẽ là một số nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 5 tháng 7 năm 2021, tại trường Trung học Phổ thông chuyên Bảo Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc Phùng Ngọc Hạp đã chủ trì buổi làm việc với các cơ quan, phòng ban chuyên môn, các hiệu trưởng, hiệu phó phụ trách cơ sở vật chất các trường trung học phổ thông trên địa bàn về việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2021 trên địa bàn. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại 5 điểm thi trên địa bàn thành phố và 1 điểm thi dự bị đã hoàn tất. Cùng với việc vệ sinh, phun xịt khử khuẩn khuôn viên các trường và phòng thi, các điểm thi cũng đã chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ y tế như khẩu trang, nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt và bố trí cán bộ, nhân viên y tế trực để kiểm tra sức khỏe cho thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ để đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 diễn ra an toàn, đúng quy định. Ngày 2 tháng 7, Trung tâm Y tế Bảo Lộc đã phân công lực lượng y bác sĩ chia làm nhiều tổ và bố trí các khung thời gian đảm bảo quy định 5K để lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tất cả những người làm công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn. Toàn thành phố Bảo Lộc có 316 người làm công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông được lấy mẫu xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2. Cùng với đó, Thành đoàn Bảo Lộc cũng đã thành lập 5 đội hình thanh niên tình nguyện, sẵn sàng triển khai chương trình tiếp sức mùa thi giúp đỡ các thí sinh và phụ huynh. Các đội hình thanh niên tình nguyện sẽ trang bị nước sát khuẩn, phát khẩu trang miễn phí cho phụ huynh, thí sinh, đồng thời tuyên truyền vận động thí sinh, phụ huynh hạn chế tập trung đông người trước cổng trường, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Năm nay, toàn thành phố Bảo Lộc có 2.367 học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại 103 phòng thi tại các điểm thi bao gồm Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du, Trung học Phổ thông Lộc Thanh, Trung học Phổ thông Nguyễn Tri Phương, Trung học Phổ thông chuyên Bảo Lộc, Trung học Phổ thông Bảo Lộc và điểm dự bị tại Trường Trung học Phổ thông Lộc Phát. Thưa quý vị và các bạn, như đã thông tin,
Tại chiến dịch Những Giọt Máu Hồng hè năm 2021, cán bộ, công đoàn viên, nhân dân thành phố Bảo Lộc đã hiến tặng được 432 đơn vị máu, hỗ trợ các bệnh viện trong công tác cấp cứu, chăm sóc bệnh nhân. Chiến dịch lần này do Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện thành phố Bảo Lộc phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và Bệnh viện 2 Lâm Đồng cùng các tổ chức hội đoàn trên địa bàn thành phố Bảo Lộc tổ chức. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nguồn máu tại các bệnh viện đang dần cạn kiệt và nguy cơ thiếu nguồn máu phục vụ công tác chữa bệnh cứu người đang hiện hiện. Với tinh thần chung sức vì cộng đồng, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Ngày hội hiến máu tình nguyện Giọt Máu Hồng Sẻ Chia hưởng ứng hành trình đỏ lần thứ 9 năm 2021 đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên tại các cơ quan doanh nghiệp và nhân dân tại các cụm dân cư trên địa bàn thành phố Bảo Lộc tham gia hiến máu. Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã huy động hơn 30 y bác sĩ tham gia khám sàng lọc và tiếp nhận máu. Kết quả ngày hội hiến máu tình nguyện hưởng ứng hành trình đỏ tại thành phố Bảo Lộc đã thu 432 đơn vị máu. Từ số máu thu được, ban tổ chức đã chuyển 44 đơn vị máu về Bệnh viện 2 Lâm Đồng. 388 đơn vị máu còn lại được chuyển ra Bệnh viện Huyết học Trung ương, phân về các bệnh viện, phục vụ công tác chữa bệnh cứu người. Sáng ngày 2 tháng 7 năm 2021, Hội đồng Nhân dân phường 2 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, khóa 6, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kỳ họp có ông Nguyễn Văn Triệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc. Theo báo cáo từ Ủy ban Bầu cử phường 2, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn phường đã thành công tốt đẹp. Số lượng cử tri toàn phường là 15.725 cử tri. Số cử tri đi tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100%, đã bầu đủ số lượng đại biểu. Trong đó, đại biểu Quốc hội là 2 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh là 4 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố là 3 đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân phường 2 là 23 đại biểu. Nhiều đại biểu có tỷ lệ phiếu bầu cao. Công tác tuyên truyền về công tác bầu cử được thực hiện tốt, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo trước, trong và sau bầu cử. Cùng với đó, kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021 cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn phường đạt hơn 5.000 tỷ đồng, đạt 60,5%. Ủy ban Nhân dân phường xây dựng kế hoạch và triển khai thu các loại quỹ vận động và biện pháp tài chính xuống 23 tổ dân phố. Tính đến ngày 30 tháng 6, số tiền ủng hộ quỹ vaccine COVID-19 là 538 triệu đồng. Công tác giáo dục được duy trì và đảm bảo. Công tác y tế được tiến hành thường xuyên, chủ động. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được quan tâm. Công an thành phố Bảo Lộc vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Đỗ Thanh Hưng, 32 tuổi, ngụ tại phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, để điều tra về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, vào ngày 1 tháng 5, Công an thành phố Bảo Lộc đã nhận được tin báo từ chị Phạm Thị Mờ, ngụ tại đường Trần Nguyên Hãn, phường 2, trình báo về việc kẻ gian đột nhập nhà trộm cắp nhiều tài sản có giá trị như TV, laptop, điện thoại, một số tài sản đồ gia dụng khác. Đặc biệt do chị Mờ vắng nhà khá lâu nên đối tượng có thời gian tháo các phụ tùng quan trọng xe máy để trộm cắp. Tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Bảo Lộc đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường 2 tiến hành khám nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra, truy bắt đối tượng gây ra vụ trộm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác định được nghi can gây ra vụ trộm nói trên là đối tượng Đỗ Thanh Hưng. Ngày 14 tháng 6, với những bằng chứng có được trong suốt quá trình điều tra, Công an thành phố Bảo Lộc đã ra lệnh bắt bị can đối với Đỗ Thanh Hưng để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc. Cùng với việc khởi tố bắt tạm giam bị can, Công an thành phố Bảo Lộc đã nhanh chóng thu hồi các tài sản mà đối tượng đã trộm cắp để giao trả cho người bị hại. Hiện tại cơ quan điều tra đã thu hồi được các tài sản như máy tính xách tay, 2 điện thoại di động, 2 đồng hồ đeo tay, 3 giỏ sách, đàn guitar và các phụ tùng, bộ phận xe gắn máy mà Hưng đã đột nhập nhà chị M lấy trộm. Tổng tài sản được định giá là 27,8 triệu đồng. Liên quan đến vụ việc này, trong quá trình cơ quan điều tra tập trung phá án, truy bắt đối tượng đã nhận được nhiều chỉ trích gây áp lực từ bị hại là chị M. Áp lực lớn nhất là việc chị M đăng những thông tin lên trang Facebook cá nhân, cho rằng mất lòng tin với cơ quan công an. Việc này khiến dư luận có sự nhìn nhận không đúng về trách nhiệm và nghĩa vụ của Công an thành phố Bảo Lộc với nhân dân. Không những vậy, việc bị hại đưa ra con số thiệt hại của vụ trộm là 200 triệu đồng, đăng trên Facebook khi chưa qua giám định là không sát với thực tế, gây hoang mang dư luận.
Thưa quý vị và các bạn, do mâu thuẫn trong việc đòi nợ, một nhóm đối tượng nhiều tiền án tiền sự đã thuê ô tô đi từ Hà Nội vào Bảo Lộc, dùng nhiều hung khí ẩu đả gây thương tích nặng cho hai nạn nhân. Sau khi gây án, các đối tượng này đã nhanh chóng tháo chạy khỏi hiện trường. Tuy nhiên, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt xử lý, Công an thành phố Bảo Lộc đã truy bắt được nhóm đối tượng ngay trong đêm xảy ra vụ việc, qua đó góp phần đem lại sự bình yên cho cuộc sống của nhân dân. Theo báo cáo, vào lúc 22 giờ ngày 10 tháng 6 năm 2021, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Bảo Lộc tiếp nhận tin báo về việc một nhóm khoảng 20 đối tượng sử dụng hung khí là dao và tuyếp sắt đánh nhau tại trước cửa và kéo vào trong khách sạn Ami thuộc địa bàn phường 1. Ngay lập tức, hàng chục cán bộ chiến sĩ được huy động đến hiện trường giải quyết vụ việc. Thực ra nói thì đầu tiên người ta chỉ nói đi chơi thôi. Còn chú xong lên trên xe người ta nói chuyện thế nào thì chú không nghe tiếng, vì là thứ nhất ông nào. Mấy cái trái hai là nói chuyện toàn chuyện chửi bậy với cả chuyện gái hú linh tinh lắm. Thì chú cũng vừa thứ nhất là vừa ngủ. Cái thứ hai là cũng tiếng ồn xe tới tai thì nó cũng kém. Không nghe tiếng thì người ta chỉ bảo là đi chơi thôi. Thì chú không biết là đi làm việc gì. Chú không biết là Ân nó nhận bao nhiêu, chúng chú thằng Ân nó mà cả chú thì nó bảo dưới 17 triệu thì trong thời Covid thì thôi có việc là tốt. Thế chú nhận 17 triệu chú đi. Tại hiện trường, hai nạn nhân tên Mai Văn Sự và Phạm Duy Hải cùng trú tại tỉnh Nam Định bị đánh nhiều thương tích trên người đã được người dân đưa đến Bệnh viện 2 Lâm Đồng cấp cứu. Công an thành phố Bảo Lộc đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và triển khai lực lượng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Di Linh khẩn trương truy bắt 16 đối tượng ngay trong đêm xảy ra vụ việc. Khi tôi đến khách sạn đó, tôi tìm nói chuyện anh Hưng. Anh Hưng không có ở đấy thì chúng tôi đi về. Đi về thì vô hình chung thì lại thấy có hai người tâm sự và một người bạn tâm sự. Mà trước kia thì tôi tâm sự mâu thuẫn. Ý thức nhau ấy, cứ mấy giờ tới thì lâm sự thì không kìm được, thì tôi mới nào là đấm đánh lâm sự, và thì đang đánh thì lâm sự chạy thì có người bạn lâm sự bước chạy vào lấy cái ghế ném vào tôi, thì tôi bỏ thì tôi chạy vào đánh tiếp với bạn của lâm sự, đánh xong rồi thì lúc sau thì tôi mang nhẫn tôi đi về. Tại cơ quan công an, qua đấu tranh các đối tượng khai nhận. Ngày 10 tháng 6 năm 2021, 16 đối tượng đi xe ô tô đến thành phố Bảo Lộc để tìm người đòi nợ. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày thì có một người tên Sự gọi cho các đối tượng đe dọa thách thức rồi hẹn đánh nhau. Sau đó, Nguyễn Chính Nghĩa trú tại quận Đống Đa, Hà Nội đi cùng 15 đối tượng chuẩn bị vũ khí lên đường tới điểm hẹn. Khi tới khách sạn Ami thuộc địa bàn phường 1, cả hai bên đã xảy ra ẩu đả. Nghĩa quật ngã Sự, 8 đối tượng khác xông vào đánh Sự bằng tay chân và hung khí. Ngoài ra, nhóm này cũng đánh Hải, là người đi cùng với Sự gây thương tích nặng. Khi đánh xong, cả nhóm nhanh chóng trở về khách sạn, thu dọn đồ đạc, rồi rời khỏi Bảo Lộc theo hướng Di Linh. Tất cả các đối tượng, cả về phía bị hại và cả cái đối tượng gây ra cái sự việc đó, thì đều là người ở thành phố Hà Nội, ở tỉnh Nam Định và tỉnh Thanh Hóa vào địa phương, và vào ngay trong buổi trưa của ngày mùng 10 thì đến tối là các đối tượng thực hiện ra cái hành vi vi phạm như vậy. Và cái khó khăn thứ hai là qua quá trình làm việc xác định ban đầu về cái thương tích của bị hại thì hiện tại thì đang được điều trị tại bệnh viện 2 Lâm Đồng, nhưng về cái nhân thân lai lịch của cả phía bị hại và cả phía đối tượng gây ra cái vụ việc đó thì đều là những người mà có nhiều tiền án tiền sự về các hành vi vi phạm về trật tự xã hội như cướp, như liên quan đến ma túy, đó là cái như vậy. Thế thì từ những cái nhân thân như vậy thì cái thủ đoạn đối phó rồi những cái tìm cách che giấu cái hành vi của mình thì của các đối tượng như vậy thì cũng rất là gây ra những cái khó khăn cho cái quá trình điều tra để xử lý cái đối tượng theo quy định pháp luật. Và như với lực lượng điều tra viên, cán bộ điều tra và trinh sát, chúng tôi sẽ quyết tâm, sẽ áp dụng tất cả các biện pháp để làm sao mà làm rõ được cái bản chất của cái vụ việc, xác định rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích của một cái nhóm đối tượng di chuyển từ phía Bắc vào để thực hiện cái hành vi đó là như thế nào. Để trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ báo cáo, đề xuất với thủ trưởng, với phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý, là đảm bảo cho nó đúng người đúng tội và mang cái tính chất là quan điểm là phải xử lý thật sự nghiêm túc.
để đảm bảo tình hình an ninh trật tự chung trên địa bàn. Quá trình điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi ẩu đả, đánh đập hai nạn nhân. Qua đó, Công an thành phố Bảo Lộc đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam 13 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Bên cạnh đó, tiếp tục đấu tranh mở rộng, động cơ mục đích khác của nhóm trên khi đến địa bàn Bảo Lộc hoạt động. Mặc dù diễn biến vụ việc xảy ra nhanh, các đối tượng thực hiện đều ở ngoài tỉnh, có nhân thân, lai lịch phức tạp, nhưng các điều tra viên đã kiên nhẫn, mưu trí trong đấu tranh, đưa vụ việc ra xử lý nghiêm. Một mặt đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân, mặt khác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc xin được kết thúc tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.